chấn động, thần đồng tiên tri hé lộ sự thật tuyệt vời. Tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, tránh nạn đắc lộc, trúng quả cực to. 6 tháng cuối năm 2024 âm lịch, phát tài giàu có nhờ tránh được 4 điều đại kỵ này. Đời người lúc thịnh lúc suy, lúc khỏe lúc yếu, lúc đi lúc dừng, lúc thì may mắn tột cùng, lúc thì đen tối khổ tận tâm can. Xin kính chào quý vị khán thính giả thân thương của Minh Đường Tử Vi. Vâng, thưa quý bản mệnh thân mến, theo quan niệm của tử vi học, thì cuộc đời con người sẽ có những giai đoạn khác nhau, sẽ có phúc họa, may rủi, vui sướng khổ đau được đem đến, và mỗi người thì đều có cách riêng để đón nhận. Có thể trong năm 2023 vừa qua, vận trình của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 đã không hề suôn sẻ thuận lợi như mong muốn. Dịch bệnh tai ương vận hạn khiến bản mệnh tuổi này gặp xui xẻo liên tục, sự nghiệp, tiền bạc, gia đình, sức khỏe đều điêu đứng, khó khăn chồng chất, nợ nần ngập mặt, tới giờ này vẫn khổ sở vì chưa trả hết nợ. Bước sang năm 2024 Giáp Thìn, thầy tử vi chỉ rõ tuổi Giáp Dần vẫn tiếp tục biến động, dự báo một năm số mệnh mang nhiều thăng trầm khó đoán. Con giáp này sẽ phải trải qua cuộc sống với vô vàn hạnh phúc và khổ đau, đan xen nối tiếp điệp điệp trùng trùng, cổ nhân có răn, cá lội ngược dòng là cá sống, người vượt nghịch cảnh mới thành công. Đường dễ đi là đường xuống dốc, nhưng đường khó đi mới là con đường giúp bạn tiến lên. Có người nói, bạn thấy mệt mỏi quá phải không, mệt mới là cuộc sống. Còn dễ chịu là khi đã yên nghỉ ngàn thu, câu nói này đã phản ánh rất đúng thực tế cuộc sống. Đa phần toàn là những việc không như ý, nhưng muốn thành công thì bạn phải ngược dòng vượt qua tất cả. Trong số 12 con giáp, tuổi Giáp Dần là một thuộc tướng như thế, từ nhỏ họ đã phải nếm trải nhiều vất vả túng thiếu, khi trưởng thành gặp nhiều chuyện phiền muộn bất ổn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng bản mệnh luôn vững như bàn thạch, cứng như kim cương và kiên cường hơn châu sắt để vượt qua tất cả, sớm giành lấy sự giàu sang vinh quang về cho bản thân mình. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất hoan hỉ được chia sẻ đến quý vị và các bạn vận mệnh tử vi 6 tháng cuối năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Giáp Dần. Sinh năm 1974, với những diễn biến chi tiết nhất, hãy cùng xem nửa cuối năm 2024 may mắn nào được nắm bắt và xui xẻo nào có thể tránh xa quý vị nhé. Có duyên biết mệnh, Giáp Dần sinh năm 1974 gánh lộc về nhà, cuối năm phát tài rực rỡ, tiền vàng nhét nứt két nếu biết điều này. Trước tiên chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những đặc trưng phân biệt về người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Yếu tố thuộc nhóm nước, hướng đông bắc, đông, màu sắc trắng, đen, xanh dương, cực dương, đá quý, sapphire, số may mắn 4, số thứ tự thứ 3, sau người tuổi Tý và người tuổi Sửu, mùa xuân, tháng 2, đồng minh, người tuổi Ngọ, người tuổi Tuất, kẻ thù, người tuổi Thân, ứng với tử vi phương Tây, cung Bảo Bình. Theo hệ tử vi, tuổi Dần là dấu hiệu thứ 3 trong tử vi phương Đông, tuổi Dần là bản mệnh không bao giờ ngần ngại lùi bước trước khó khăn, nghịch cảnh. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu, tuổi Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Người tuổi Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu, với con mắt nhìn xa trông rộng. Những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Những việc người khác không làm được thì tuổi Dần lại giải quyết rất nhanh chóng. Lý do, bởi họ không bao giờ sợ hãi, khuất phục trước công việc khó khăn nào. Họ coi trọng danh dự và chữ tín của mình, có trách nhiệm với công việc và với mọi người xung quanh. Vì vậy, tuổi Dần thường hay ra tay bảo vệ những con người yếu đuối, khổ cực. Tuổi Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị quyền lực trong tay. Tuổi Dần là những con người thời hiện đại nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống. Họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Như một danh dự lòng tự trọng bị xúc phạm thì tuổi Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Bởi vậy mà người này luôn cố gắng, phấn đấu chăm chỉ làm việc. Nhờ vậy mà họ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có quyền có tiền trong thiên hạ, đứng trên vạn người. Tuổi Giáp Dần mệnh thủy thường có vẻ ngoài hiền hòa, nhưng nội tâm thì lại cứng rắn cương nghị, dù không nói ra nhưng họ không thích bị người khác vượt qua hay nổi trội hơn mình. Chính vì vậy, họ thường lặng lẽ làm tốt mọi việc, dùng kết quả để chứng minh cho năng lực của mình. Họ cũng là người sống khá nội tâm. Họ thường rất tin tưởng vào thực lực của mình,
Dù gặp phải khó khăn thử thách nào, họ cũng có thể làm việc theo đúng kế hoạch đã định và không vì một cản trở nhỏ mà làm hỏng việc. Có thể nói, tuổi Giáp Dần mệnh thủy là người bình tĩnh và luôn tỉnh táo. Những người này luôn thích tìm tòi, khám phá và suy xét chính xác về mọi việc. Họ khá giỏi trong việc nắm bắt suy nghĩ, cũng như xu thế sẽ thịnh hành trong tương lai. Nếu được sao tốt tương trợ thì với tư duy nhanh nhạy và khả năng xuất chúng của mình, người tuổi Giáp Dần mệnh thủy sẽ có được địa vị cao trong xã hội hoặc trở thành những doanh nhân thành đạt, được nhiều người kính trọng ngưỡng mộ. Xem tử vi 2024 Giáp Dần theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Giáp gặp Giáp bình hòa, ít được vận trình nâng đỡ, vận quý nhân không vượng, tự mình xử lý mọi chuyện, không nhờ cậy người khác được. Xét về địa chi, Dần gặp Thìn bình hòa, ít được sự hỗ trợ từ yếu tố bên ngoài, tự làm tự lo, một mình đảm đương công việc, vất vả hơn người khác. Xét về ngũ hành, bản mệnh và lưu niên tương khắc về ngũ hành, sức khỏe giảm sút, gia đạo mất hòa khí, dễ xảy ra xung đột hay mâu thuẫn lớn khiến tinh thần bất ổn. Tiểu kết, xét về can chi ngũ hành, trong năm 2024, tuổi Giáp Dần nam mạng ít được vận trình hỗ trợ, công việc làm ăn bình thường, tự lực cánh sinh, khá vất vả bon chen, tiền bạc khó kiếm hơn trước, sức khỏe giảm sút, gia đạo bất ổn gây sức ép lớn về tinh thần. Về phương diện sự nghiệp và tài vận, tháng gặt hái thành công của người tuổi Giáp Dần trong năm Giáp Thìn là 6 tháng cuối năm 2024, vì thế nên tham gia đầu tư vào thời gian đó. Sao Thái Âm là sao chiếu mệnh đại lợi về mọi mặt, không chỉ hóa giải hung thành cát mà còn đại lợi về xuất ngoại, đi xa hay đầu tư ở nước ngoài. Sao Thái Âm này khiến người tuổi Giáp Dần có tài vận hanh thông vào nửa cuối năm Thìn, cầu được ước thấy, nhưng cần cẩn thận xử lý sự việc gia đình. Năm Giáp Thìn, người tuổi Giáp Dần nên có tâm thái dĩ hòa vi quý, mạnh dạn đầu tư, không dùng kích người mà phá khí tốt, quan trọng nhất là cần có khí thế tranh đấu. Người sinh năm 1974, tụ tài vào năm Giáp Thìn, có thể nói năm Giáp Thìn là năm tiến công của người tuổi Giáp Dần, cho nên bạn cần dốc lực tiến công, không ngừng, không nghỉ, giảm bớt hưởng lạc, tránh trăng hoa. Tuy nhiên, năm Giáp Thìn cũng là năm đại đào hoa, cũng là năm cảnh giác của người tuổi Giáp Dần, vì thế, tín chủ nên cẩn thận trong quan hệ tình ái, công việc. Nhìn chung, năm 2024 được định sẵn là một năm tốt lành nhiều may mắn, thành công đối với người tuổi Giáp Dần và có 6 tháng cuối năm được dự báo là thời điểm rực sáng tài lộc, sự nghiệp, bùng nổ của tuổi Giáp Dần. Nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 6 tháng này chắc chắn sẽ đổi đời giàu nhanh chóng mặt, tiền bạc chật két trong năm 2024. Tổng quan tử vi 6 tháng cuối 2024 tuổi Giáp Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần trong 6 tháng cuối năm Giáp Thìn 2024 được dự đoán là một thời kỳ may mắn cho các hoạt động thương mại tài chính và các mối quan hệ tình yêu hôn nhân. Người tuổi Giáp Dần có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt, kiên trì nỗ lực đến cùng trong công việc, khéo léo tránh được thị phi và tạo lập danh tiếng tốt đẹp cho mình, nên mọi chuyện sẽ thành công. Nhìn chung, tuổi Giáp Dần sẽ hài lòng với những tiến bộ mà bạn đạt được trong nửa cuối năm nay. Điều này cho phép bạn thư giãn tâm trí và tận hưởng quãng thời gian êm đềm. Điểm nổi bật trong tính cách của tuổi Giáp Dần năm nay là sự mạnh mẽ, tự tin và kiên cường vượt qua mọi tình huống và thử thách khó khăn. Sự nghiệp của tuổi Giáp Dần có những bước chuyển biến tốt hơn và cuối cùng bạn sẽ biết cách sử dụng tốt tài năng và những kỹ năng của mình. Theo đuổi đam mê của bạn vì lợi nhuận và cuộc sống của bạn sẽ đi lên một tầm cao mới. Vận niên năm 2024 của tuổi Giáp Dần là chư phùng hỏa, tức là heo gặp lửa, heo quay. Vận niên này mang ý nghĩa, heo quay làm vật hy sinh cho người ta sực ngon miệng, còn mình nhận phần thua thiệt. Vì thế, trong năm phàm sự lớn nhỏ gì tuổi Giáp Dần nữ mạng cũng phải thận trọng, mỗi khi làm việc cho người khác phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm, kẻo mang hại. Riêng về chuyện tình cảm lại chuyển biến tốt đẹp. Nếu năm rồi vợ chồng thường hay có cuộc cãi vã thì năm nay sẽ không còn gặp cái cảnh ấy nữa. Bầu không khí tình cảm sẽ êm dịu. Người cô độc gặp cảnh vui tươi càng hạnh phúc tâm hồn, có khả năng tiến tới hôn nhân. Dự báo tử vi 2024 của tuổi Giáp Dần tiết lộ rằng bạn sẽ tràn ngập thành công trong thời gian nửa cuối năm trong mọi việc mà bạn đảm nhận. Bạn nên vui mừng với bản thân vì sau tất cả bạn sẽ nhận ra những giá trị của mình và việc bạn cần thực hiện để trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. 6 tháng cuối năm Giáp Thìn 2024 sẽ đánh dấu một giai đoạn nhiều cát lợi tốt đẹp hơn mong đợi của tuổi Giáp Dần. Về công việc sự nghiệp, tử vi 6 tháng cuối năm 2024 của tuổi Giáp Dần cho thấy rằng bạn nên nắm bắt tất cả các cơ hội trong cuộc sống của mình.
kết nối với những người giúp bạn mở rộng kiến thức để có được một sự nghiệp tuyệt vời. Cuối năm nay, bạn sẽ có ý định thay đổi nghề nghiệp. Bạn muốn theo đuổi một lĩnh vực mà bạn đam mê và cho rằng phù hợp với mình hơn. Vì thế, hãy luôn cố gắng vì những điều khiến bạn hạnh phúc. Trong nửa cuối năm 2024, những kỹ năng lãnh đạo của bạn sẽ được mọi người công nhận và đánh giá cao tại nơi làm việc. Bạn có thể được thăng chức lên vị trí quản lý một cách bất ngờ. Bạn luôn gây ấn tượng với đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới với tư cách một nhà lãnh đạo giỏi, với phong thái tích cực, trung thực và đầy cuốn hút. Về mặt tài lộc, dự đoán về tài chính 6 tháng cuối năm 2024 của người tuổi Giáp Dần cho thấy bạn nên tìm kiếm nhiều nguồn thu nhập khác nhau để đảm bảo phục vụ tốt các nhu cầu của mình trong cuối năm nay. Đây là thời điểm tốt nhất để bạn theo đuổi đam mê và tạo ra thu nhập từ đam mê của mình. Trước khi đầu tư, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia để đưa ra quyết định đúng đắn. Với người làm cố định, công việc ổn định nên thu nhập của những chú hổ cũng được đảm bảo. Chỉ cần bạn chăm chỉ thì không lo thiếu ăn thiếu mặc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý thì tiền bạc luôn được coi là rủng rỉnh. Có điều, khi có những quyết định quan trọng bản mệnh đừng nhìn ở hiện trạng, mà nên tìm hiểu kỹ càng trước khi ra quyết định nhé. Cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế nhiều rắc rối. Để gặp nhiều may mắn trong cuộc sống vào năm 2024, người tuổi Giáp Dần có thể xem ngày xuất hành, chọn ngày lành tháng tốt. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về các màu sắc phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh, cho tuổi Dần năm nay sẽ là màu trắng, hồng và xám. Con số may mắn cho người tuổi Dần năm Giáp Thìn 2024 là số 4 và số 7. Về chuyện tình duyên gia đạo, nếu bạn đang trong mối quan hệ tình yêu, tử vi tình duyên tuổi Giáp Dần 6 tháng cuối năm 2024 cho thấy rằng bạn sẽ có một khoảng thời gian yêu sâu đậm và ngọt ngào nhất. Bạn và đối tác đang đi trên một con đường đúng đắn và những điều tốt đẹp sẽ phát triển mạnh mẽ. Nửa kia sẽ hài lòng khi biết bạn luôn ủng hộ họ trong tất cả những việc họ đang trải qua và luôn là bờ vai để họ tựa vào những lúc khó khăn. Với những người tuổi Giáp Dần đang còn độc thân, chuyện tình cảm sẽ có nhiều biến chuyển tốt đẹp hơn. Bạn có thể bắt đầu nảy sinh tình cảm với một trong những người bạn lâu năm và điều này giúp cuộc sống bạn tốt đẹp hơn về mọi phương diện tình cảm. Sức khỏe và tài chính, dự báo nửa cuối năm 2024 có thể là năm bạn đi đến quyết định kết hôn và tìm thấy một nửa đích thực cho cuộc sống. Hạnh phúc của mình, trong gia đình của tuổi Giáp Dần, những người thân luôn tin tưởng vào bạn khi cần lời khuyên, hướng dẫn, hỗ trợ tài chính và động lực. Bạn là người rất đáng tin cậy, vì thế bạn có thể tự hào về bản thân vì đã luôn ở bên các thành viên khác trong gia đình, luôn thực hiện trách nhiệm của mình với gia đình một cách vui vẻ. Những người tuổi Giáp Dần sẽ có mối quan hệ tuyệt vời với những đứa con của mình. Con cái của bản mệnh sẽ luôn cảm thấy dễ dàng tâm sự với Giáp Dần vì bạn ở đó để động viên và dẫn dắt chúng đi đúng con đường trong cuộc sống. Về tình hình sức khỏe, trong 6 tháng cuối năm 2024, những người tuổi Giáp Dần nên chú ý đến các căn bệnh về đường hô hấp có thể xảy ra do thay đổi thời tiết. Hãy giữ bầu không khí xung quanh mình luôn sạch sẽ, trong lành, ấm áp và khô thoáng. Ngoài ra, nếu có triệu chứng mệt mỏi hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nhé. Dự đoán tử vi nửa cuối năm 2024 tuổi Giáp Dần nữ mạng khuyên rằng bạn nên lựa chọn cho mình một lối sống lành mạnh để có một sức khỏe tốt suốt cả năm. Bạn hãy đăng ký một phòng tập thể dục kết hợp với tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng về các loại thực phẩm bạn cần tiêu thụ để giữ cho cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Bạn cũng nên bổ sung thêm vitamin vào chế độ ăn uống hàng ngày để giúp cơ thể tăng cường hệ thống miễn dịch, đảm bảo sức khỏe ổn định lâu dài. Tổng kết, những điều tuổi Giáp Dần nên chú ý trong 6 tháng cuối năm 2024. Theo dự đoán tử vi tuổi Giáp Dần năm 2024, trong 6 tháng cuối năm nay bạn sẽ quản lý tài chính của mình tốt hơn theo hướng xây dựng sự giàu có, thay vì chi tiêu quá đà như trước. Bạn hãy luôn tin tưởng vào khả năng của mình để biến những điều xảy ra trong cuộc sống của bạn trở thành tích cực. Bạn nên tập trung vào những điều quan trọng đối với mình nhiều hơn, luôn quan tâm đến lợi ích của bạn và những người thân yêu, nuôi dưỡng các mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp trong cuộc sống và làm những điều tốt đẹp nhất. Bạn sẽ khiến bản thân ngạc nhiên bởi những thành công gặt hái được trong năm nay, một năm 2024 đầy tích cực và rộng mở đang chờ đón bạn ở phía trước. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tháng của người tuổi Giáp Dần trong 6 tháng cuối năm 2024. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch sự nghiệp trục trặc, tử vi tuổi Giáp Dần 2024 cho thấy bước sang tháng giữa năm, con giáp này gặp phải khá nhiều phiền muộn về sự nghiệp, có kẻ tiểu nhân phá hoại, gây ra sự cố, những ai kinh doanh buôn bán lúc này dễ rơi vào ế ẩm,
không có sự cạnh tranh mạnh trên thị trường, dẫn đến lợi nhuận không đạt như kỳ vọng. Tuổi Giáp Dần gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai công việc vào tháng này. Nếu đang muốn tìm kiếm sự đột phá, bạn có thể sẽ phải thất vọng vì chưa được như ý nguyện. Nguyệt lệnh lâm đất tự cho thấy vận trình dễ rơi vào cảnh bế tắc, tiến độ công việc trì trệ, làm gì cũng nửa vời chẳng thu được kết quả khả quan. Kế hoạch đặt ra vẫn chỉ dừng lại ở kế hoạch, chưa thể áp dụng vào thực tế, hoặc quá trình tiến hành cũng không hoàn thành đúng thời hạn đặt ra. Tháng 6 âm này, mọi thứ ở trạng thái lơ lửng, khiến bạn có đôi phần sốt ruột, nhưng không dễ để tìm ra cách để cải thiện hiện trạng. Bạn có nhiều mục tiêu muốn hoàn thành, nhưng lại không đủ kiên nhẫn để theo đuổi tới cùng. Về phương diện tài lộc cho thấy, tiểu hao án ngữ trong vận trình tháng mới, dự báo tình hình tài chính của bản mệnh vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Dù vẫn có thu nhập đều đặn từ công việc chính và một vài nguồn thu phụ, nhưng so với mức chi tiêu của bạn thì cũng chỉ như muối bỏ bể. Điềm báo tử vi cho thấy, việc thu chi bất ổn, bạn dễ mất nhiều hơn được, nên dần làm gì cũng phải căn ke thận trọng. Hãy nhớ rằng thu nhập của bạn chỉ ở mức ổn định, chứ không quá dư dôi. Vì thế, con giáp này nên học cách quản lý tài chính cho tốt, chi tiêu hợp lý, chớ nên phung phí cho những món đồ không cần thiết. Và đừng quên dành khoản tiết kiệm phòng khi có sự cố bất ngờ xảy ra, nếu có ý định đầu tư hay kinh doanh vào lĩnh vực hay sản phẩm nào đó. Tuổi Giáp Dần có thể nắm bắt thời cơ và tiến hành càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, sớm không có nghĩa là nóng vội. Để hạn chế rủi ro, bạn vẫn cần có kế hoạch, sự tính toán chu toàn trước khi hành động. Tử vi tuổi Giáp Dần tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch áp lực công việc, tháng này, những chú hổ sẽ phải mệt mỏi vì khối lượng công việc tăng lên, bạn sẽ khá bận rộn vì những kế hoạch trước đó. Còn khó khăn hơn nữa bởi vấp phải thái độ bất đồng từ đồng nghiệp, áp lực chồng chất áp lực, khiến tinh thần tuổi Giáp Dần bị ảnh hưởng. Tháng này bản mệnh tốt nhất nên mưu sự kín đáo. Làm việc gì cứ lẳng lặng mà làm, đao to búa lớn sẽ càng sóng gió, càng hút tiểu nhân quấy phá, hành sự thật khéo léo và thận trọng, có như vậy mới tránh được những hung hiểm từ bẫy của tiểu nhân. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh cũng thiếu sự hài hòa, tuổi Giáp Dần nên tiết chế cảm xúc, đừng can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của người khác, kẻo rước họa vào thân, làm phúc phải tội. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng, những ngày cuối tháng vận trình sẽ dần ổn định, những vấn đề khó nhằn sẽ được giải quyết, cuối tháng này sẽ có nguyệt lệnh lâm trường sinh. Lại thêm thiên ấn cát tinh chiếu mệnh, dù nhiều áp lực, thị phi nhiễu nhương, nhưng cơ hội để con giáp này bứt phá vẫn có, quan trọng là bạn có biết nắm bắt kịp thời và đủ quyết tâm để mưu cầu đại sự hay không, nhưng vẫn phải đợi tới những ngày cuối tháng thì vận trình mới có cải thiện đáng kể, may mắn trở lại. Công việc của bản mệnh lúc này hanh thông hơn, thời điểm này bạn nên vận dụng khả năng lên kế hoạch cũng như sức sáng tạo của mình để sớm cải thiện tình hình. Phương diện tình cảm trong tháng cũng gặp không ít vấn đề, tình trạng khắc khẩu giữa hai vợ chồng vẫn chưa có cải thiện, cả hai ngày càng xuất hiện nhiều quan điểm trái ngược, khiến tình hình thêm căng thẳng. Về sức khỏe, người tuổi Giáp Dần hầu như không gặp vấn đề nào quá lớn, nhưng vì áp lực tinh thần nên cơ thể dễ mệt mỏi, uể oải, thiếu sức sống, bạn nên chú ý ăn uống và nghỉ ngơi điều độ. Tử vi tuổi Giáp Dần tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, cơ hội tích lũy kinh nghiệm Giáp Dần sẽ gặp phải những cạnh tranh và vấp trong tháng này. Tuy nhiên đây sẽ là cơ hội để bạn tích lũy kinh nghiệm và phát huy bản lĩnh bản thân. Bạn càng hăng hái sẽ càng có lợi cho tiền đồ sau này. Dù có gặp phải một số khó khăn, chỉ cần bạn không bỏ cuộc mà quyết tâm hoàn thành thì mọi chuyện đều có thể được giải quyết. Người tuổi Giáp Dần gặp tháng 8 âm lịch đang trong thế cường vận. Người này dễ dàng được xã hội trọng dụng, kiến thức dồi dào, kỹ năng đa dạng. Những người làm trong ngành giải trí sẽ dễ dàng thành danh và nổi tiếng. Cuối tháng vận trình sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng cần phải biết kết hợp học đi đôi với hành mới được. Thất sát tàng dậu kim bị thực thần ức chế, tài hoa tự dưng được bộc phát. Tuy vậy, lâu dần bạn trở nên quá cao ngạo và chuyên quyền rất dễ gây thị phi, vậy nên khiêm nhường từ tốn là tính cách luôn cần đặt lên hàng đầu. Trong tháng 8 âm lịch này, người tuổi Giáp Dần còn được thiên đức tinh che chở. Cát tinh này vốn là nguồn sống của vạn vật, là vì tinh tú ở gần và hấp thụ nhiều năng lượng mặt trời nhất, nên trong dân gian, thiên đức còn đại diện cho việc hành thiện tích đức để lại cho con cháu. Tinh tú này tiềm tàng nhiều vận khí may mắn, giúp người sở hữu nó phát triển rực rỡ. Tử vi tài lộc người tuổi Giáp Dần bước vào tháng 8 âm lịch, có mối quan hệ tương sinh, dù đem đến cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền, nhưng lại khiến người này lao lực nhiều. Trong tháng bạn sẽ phải chạy vạy nhiều, gặp gỡ khách hàng đi làm giấy tờ hoặc đi khảo sát thị trường. Những người làm kinh doanh thì thường xuyên về muộn, thức khuya khiến những người xung quanh cảm thấy bạn chỉ mải mê kiếm tiền. Cố gắng làm việc nhưng cũng phải kết hợp nghỉ ngơi vừa phải, thiên đức quý nhân sẽ giúp bạn sớm phát tài, phát lộc. Đặc biệt, khi thực thần tàng địa chi nguyệt lệnh,
Người tuổi Giáp Dần theo đuổi các nghề nghiệp như y học, cơ quan nhà nước, nghệ thuật sẽ không hề bị ràng buộc về mặt tài lộc. Đường tiền bạc chính ngạch vô cùng ổn định và sự đặc biệt về nghề nghiệp có thể tạo ra nhiều cơ hội tiền bạc bên ngoài, từ làm thêm hoặc kinh doanh tay trái. Vận trình tình cảm của người tuổi Giáp Dần trong tháng 8 âm này mang quan hệ tương khắc có phần mâu thuẫn. Ngày xưa ông bà ta đã có câu, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, nhưng ghét nhau thì ghét cả đường đi lối về. Quan hệ của người đã có nửa kia tuổi Giáp Dần cũng có ẩn ý như vậy. Người này độ lượng hỏa khí thường hay nhường nhịn để giữ hạnh phúc gia đình, nhưng nếu đối phương quá gay gắt thì cảm xúc của người tuổi Giáp Dần cũng sẽ dễ dàng trở nên mãnh liệt theo chiều hướng xấu. Người mang thực thần trong cung mệnh là những người lãng mạn, yêu nghệ thuật, nên giờ này ai còn độc thân thì là chuyện đương nhiên. Đời sống riêng của bạn có phần khác biệt, không dễ dàng nhận được sự cảm thông từ những người xung quanh, cơ hội đào hoa vì thế cũng giảm đi phần nào. Tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch thu nhập cải thiện, tử vi tuổi Giáp Dần 2024 dự báo trong tháng 9 âm lịch tuổi này có sự cải thiện về thu nhập, vận đào hoa cũng đỏ rực và khởi sắc nhờ có quý nhân giúp đỡ mà hiệu suất công việc của tín chủ được cải thiện. Tuy nhiên, cần đề phòng kẻ tiểu nhân gây bất lợi và phá hoại, nhờ được cục diện tam hợp thái tuế che chở nên công việc của bản mệnh có tiến triển khả quan. Bản mệnh có thể thuận lợi giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trước đó, gặt hái không ít thành quả rực rỡ nếu biết tận dụng những lợi thế đang có. Xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bản mệnh còn được nhiều người giúp đỡ, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà còn về lâu về dài. Nếu phải đưa ra quyết định quan trọng, đừng vì cái lợi trước mắt mà mất đi lợi ích lâu dài, cần phải nhìn xa trông rộng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, vẫn còn tồn tại những thách thức nhất định dành cho Giáp Dần trong tháng mới. Điềm báo tử vi cho thấy, vận khí của bạn vẫn còn nhiều bấp bênh. Lúc tốt, lúc xấu, diễn tiến khá khó lường, nên cần phải thận trọng để không rơi vào tình huống bất ngờ mà đánh mất cơ hội. Công việc có lúc thuận lợi vô cùng, làm gì cũng đạt, nhưng cũng có giai đoạn động đâu hỏng đó, càng cố gắng làm thì lại càng phí công vô ích, rồi cũng có lúc bạn buông xuôi, không làm gì nữa, thì tự nhiên lại có tin vui. Nhìn chung, con giáp này làm gì cũng phải dè chừng, đảm bảo kết quả thành công mỹ mãn, trái lại, vội vàng hấp tấp chỉ khiến bản thân chuốc lấy thất bại. Về phương diện tài lộc, trong tháng 9 âm này, Giáp Dần có tài tinh thiên tài chiếu mệnh, nên thu nhập có dấu hiệu tăng tiến, cuộc sống nhờ đó cũng có sự cải thiện nhất định. Nhờ tam hợp cục nên các mối hợp tác làm ăn, quan hệ xã giao tốt đẹp, đem tới nhiều khoản lợi nhuận cho con giáp này, tiền bạc thêm phần rủng rỉnh. Người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về thăng chức, tăng lương, người kinh doanh buôn bán sẽ có chuỗi ngày làm việc hiệu quả, một ngày có thể đạt doanh thu bùng nổ, làm một vài ngày tiêu cả tháng. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh lâm tuyệt báo hiệu vận khí bấp bênh, có thể gây ra những biến động lớn về tiền bạc, tài lộc tuy khởi sắc nhưng không đều. Điều này cho thấy tháng này vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để Giáp Dần đầu tư ồ ạt ở quy mô quá lớn, kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng kẻo tham thì thâm. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch mọi thứ dần đi vào ổn định, nhìn chung công việc trong tháng này khá ổn định. Khoảng thời gian này bạn nên tập trung vào những kế hoạch dang dở trước đó. Với những ai đang có ý định đi xin việc hoặc tham gia kỳ thi sát hạch thì sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ quý nhân. Đây là thời điểm thích hợp để bạn cạnh tranh, giành lấy lợi thế về cho mình. Xem tử vi tháng, đây là một tháng cát lành, đại lợi. Với phương diện sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần, công việc của bạn diễn ra suôn sẻ hơn, có dấu hiệu thăng tiến rõ rệt. Tháng này, nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh, bản mệnh càng xông xáo và chủ động, sẽ càng nắm bắt được nhiều cơ hội để thành công. Đầu tiên, phải kể đến sự hỗ trợ của lục hợp thái tuế, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách, chỉ cần bạn làm việc đúng quy trình, thứ tự, sự nỗ lực sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được, bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi. Thiên đức và chính quan xuất hiện sẽ giúp bạn xoay chuyển khó khăn, tháo gỡ bế tắc nhờ tài ứng biến linh hoạt, cộng thêm sự năng nổ, nhiệt tình của bản thân. Chỉ cần bạn có trách nhiệm và ý chí tiến thủ, đặt công việc lên hàng đầu, việc công trước, việc tư sau, không làm việc theo cảm hứng thì chắc chắn không lo tay trắng. Vận trình tài lộc của tuổi Giáp Dần cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, lục hợp hỗ trợ để các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh,
lợi nhuận càng ngày càng tăng tới mức chóng mặt, bản mệnh nên lựa thời cơ để tìm dự án đầu tư phù hợp. Người làm công ăn lương nên tích tài chính để chuẩn bị cho thời cơ thu tài lộc về tay, vận khí đang lên. Hãy chấp lấy thời cơ phát tài ngay khi có thể. Tuy nhiên, người tuổi Giáp Dần vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy mệnh chủ cũng cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Tử vi tuổi Giáp Dần tháng 11 âm lịch. Giai đoạn nắm bắt thành công, bạn sẽ phải bị choáng ngợp với những cơ hội mở ra trước mắt. Để tìm ra đâu là hướng đi tốt nhất, bạn có thể tham khảo ý kiến của những người có chuyên môn và kinh nghiệm đi trước. Theo tử vi 2024, sang tháng 11 âm lịch, tuổi Giáp Dần gặp thiên thời, có nhiều cơ hội để phát triển, mở rộng và thăng tiến trong sự nghiệp. Ngoài nguyệt lệnh nhập đất lâm quan, mang tới những dấu hiệu thăng tiến rõ ràng, còn có bộ ba cát tinh tả phù, nguyệt mã và thiên vu hiệp lực hỗ trợ, thúc đẩy mọi việc tiến hành suôn sẻ. Đầu xuôi đuôi lọt, đây là thời điểm thích hợp để tuổi Giáp Dần mưu sự lớn, việc kinh doanh buôn bán ngày càng tấn tới, được lộc trời ban, ký kết hợp đồng giá trị lớn. Đặc biệt là những ai làm trong các lĩnh vực về môi giới, tư vấn về bảo hiểm, tài chính, bất động sản, sẽ có một tháng khá bận rộn, nhưng bù lại thu về thành quả xứng đáng. Ở trong tháng cận cuối năm, tài vận của người tuổi Giáp Dần ngày càng có xu hướng khởi sắc và ổn định hơn trước. Người làm công ăn lương tiến hành mọi việc suôn sẻ, có nhiều cơ hội để khẳng định năng lực và có thể đề xuất tăng lương một cách hợp lý, dễ dàng được cấp trên phê duyệt. Với những người kinh doanh, buôn bán, làm trong các lĩnh vực môi giới, thu nhập trong tháng tăng lên đáng kể, ngoài nguồn thu chính, bạn còn được hưởng mức hoa hồng, tiền thưởng đáng nể. Nhìn chung, kinh doanh phát đạt, có lộc trời ban, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Có điều, trong tháng phát sinh nhiều khoản chi tiêu lớn như dồn tiền xây sửa nhà cửa, cải tạo phần mộ gia tiên, chi phí đi lại, tuổi Giáp Dần nên lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, hạn chế mua sắm những món đồ không cần thiết, tránh bị hao tài tốn của vì những thứ không đâu. Về phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Dần tất bật làm việc, ăn uống không đúng bữa, lại thường xuyên được mời tiệc tùng, khiến cân nặng có xu hướng tăng nhẹ. Thêm vào đó là sự mệt mỏi, thường xuyên thèm ngủ, tất cả đều gây bất lợi cho sức khỏe, cần điều chỉnh lại càng sớm càng tốt. Chuyện tình cảm không vấn đề gì to tát, có chăng chỉ là đôi chút giận hờn, chưa thành cãi vã, chỉ cần bạn khéo léo dỗ dành đối phương mọi chuyện sẽ chuyển hướng tốt đẹp. Tử vi tuổi Giáp Dần tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch đào hoa đưa tới, có lẽ những tháng cuối năm, người tuổi Giáp Dần luôn gặp được những điều may mắn trên phương diện sự nghiệp và tình cảm. Kết thúc tháng cuối cùng của năm 2024, những chú hổ sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió hơn cả. Xem tử vi tháng 12 năm 2024 tuổi Giáp Dần âm lịch, phương diện sự nghiệp của bản mệnh trong tháng mới nhìn chung không có biến động gì quá lớn. Con giáp này có thể yên tâm đón một tháng cuối năm khá dễ chịu, chăm chỉ và nghiêm túc thì việc gì cũng xong, nhìn thấy thành tích ngay tức khắc. Các kế hoạch đều được bạn xử lý ổn thỏa ở thời điểm cận kề Tết Nguyên đán. Nhờ đó, tới cuối tháng bạn có thể yên tâm đón một cái Tết ấm cúng mà không chịu bất cứ áp lực nào. Hơn thế nữa, những chú hổ còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Môi trường làm việc hài hòa cũng thôi thúc con giáp này chủ động nhận thêm nhiệm vụ khi cần vì muốn thể hiện bản thân nhiều hơn. Bạn nhiệt tình như vậy là tốt, nhưng cũng nên chú ý tới thái độ của bản thân, chớ để người khác nghĩ rằng bạn đang quá kênh kiệu, khoe khoang. Cùng với công việc thuận lợi, tài lộc của người tuổi Giáp Dần cũng khởi sắc rõ rệt. Hơn nữa các nguồn thu khá linh hoạt chứ không phụ thuộc vào bất cứ việc gì, giúp cho kế hoạch đón Tết của bạn diễn ra khá trôi chảy. Với người làm công ăn lương, đây là tháng bản mệnh được nhận các khoản lương thưởng cuối năm, thưởng Tết, nên tài chính được dự báo sẽ khá dôi dư. Một số bạn biết chớp thời cơ thể hiện năng lực đúng lúc, nên có thể sẽ được cấp trên thưởng nóng một khoản không nhỏ, càng giúp số dư tăng tiến. Dù tiền bạc dư giả tạo điều kiện để bạn sắm sửa Tết theo ý muốn, nhưng cũng chớ nên vung tiền bừa bãi. Bạn nên liệt kê những món đồ thật sự cần thiết, cắt giảm những khoản không thiết thực vào lúc này, thực hiện kế hoạch đón Tết vừa đủ, tránh tình trạng dư thừa, lãng phí. Với người làm kinh doanh, tháng chạp mang tới nhiều cơ hội buôn bán. Nếu biết tận dụng thời cơ, bạn có thể yên tâm hái ra tiền vào thời điểm làm hết Tết đến này, bạn sẽ thấy lợi nhuận tăng cao, doanh thu nhảy vọt bất ngờ. Tuy nhiên, phương diện sức khỏe có dấu hiệu sa sút do ảnh hưởng của hung tinh thiên nguyệt, tháng này bạn có thể đổ bệnh do chạy đôn chạy đáo lo Tết nhất. Bạn cần chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân cẩn thận hơn để đón một cái Tết thật an yên, làm việc, đi lại cũng phải đề phòng họa huyết quang, va quệt xe cộ. Lời nhắc cải mệnh dành cho tín chủ trong 6 tháng cuối năm 2024.
Bài học từ cổ nhân, đó là làm người có bốn điều được cho là đại ngộ tuyệt đối không được phạm phải. Tuổi Giáp Dần cần hiểu những đạo lý này để tránh những phiền phức và có một cuộc sống thanh thản, yên bình. Điều đại kỵ thứ nhất, không đứng ra bảo lãnh cho vay mượn tiền. Từ bao đời này, vấn đề tiền nong luôn là vấn đề vô cùng nhạy cảm. Bất cứ mối quan hệ nào khi xảy ra khúc mắc hoặc tranh chấp về tiền bạc đều khó mà lâu bền. Chính vì thế, trong cuộc sống một khi động đến vấn đề vay mượn tiền bạc, chúng ta cần phải có cách ứng xử khéo léo, nhưng cũng không thể thiếu sự dứt khoát, đặc biệt là khi người thân hoặc bạn bè muốn chúng ta đứng ra bảo lãnh vay tiền, thì dù tình cảm có đậm sâu đến mấy cũng không được cả nể, mà nên từ chối ngay lập tức. Việc đứng ra làm người thứ ba, bảo lãnh cho người khác vay tiền rất dễ khiến chúng ta rơi vào tình cảnh mua dây buộc mình. Nếu người vay thuận lợi trả tiền thì không sao, nhưng nếu không may người vay không đủ khả năng để chi trả, thì vô tình bạn sẽ trở thành con nợ. Từ xưa đến nay, việc đứng ra bảo lãnh vay tiền không hề hiếm gặp. Việc bảo lãnh hiện nay là một thỏa thuận dân sự. Các bên trong thỏa thuận để có trách nhiệm và nghĩa vụ của riêng mình. Nếu như không cẩn thận, các bạn không chỉ tự làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, mà còn phải gánh những khoản nợ không đáng có. Thế nên, tốt nhất là bạn nên từ chối khéo léo và dứt khoát không làm việc này để tránh có rắc rối hại thân. Điều đại kỵ thứ hai, không nhận lời giúp đỡ người lạ. Trong cuộc sống, giúp đỡ người khác là việc làm tốt nên làm. Thế nhưng với việc giúp đỡ người lạ thì bạn cũng phải biết cân nhắc kỹ lưỡng, có chừng mực nhất định. Một ngày nọ, nếu một người bạn xã giao tự nhiên tới nhờ bạn ra tay giúp đỡ một người khác, thì trước hết bạn nên hỏi rõ ràng là giúp việc gì và ước chừng năng lực của mình xử lý việc này đến đâu. Nếu như cảm thấy việc này phiền phức, liên lụy nhiều và quá tốn thời gian, kèm theo đó là những rủi ro không thành công, thì tuyệt đối không nên giúp, tránh trường hợp bạn có ý tốt giúp đỡ, nhưng lại hỏng việc thì lại trở thành nơi rút mọi tội lỗi sai lầm thay người khác. Vì thế, trước khi nhận lời giúp đỡ một ai đó, bạn nên cân nhắc và dứt khoát từ chối nếu cảm thấy không giúp được. Như vậy, đối phương vừa có thể nhanh chóng tìm được phương án giải quyết khác, vừa tránh đem lại phiền phức và tai tiếng cho mình sau này. Điều đại kỵ thứ ba, không làm những việc hạ thấp người khác và tâng bốc bản thân. Từ cổ chí kim, việc tự nâng cao bản thân và hạ thấp người khác được đánh giá là hành vi không mấy tốt đẹp, dễ hại mình và hại người, bởi việc này không chỉ làm tổn thương danh của người khác, mà còn gây hại cho chính mình. Vì những người mải mê tìm mọi cách để hạ thấp người khác, phô bày những điểm tốt của bản thân, thì vĩnh viễn không thể tìm ra được những thiếu sót ở mình để rèn luyện, sửa chữa. Bài học từ cổ nhân chính là muốn có một cuộc sống bình yên, an vui đến cuối đời, thì tuyệt đối không được làm những việc như hạ thấp người khác, tâng bốc chính mình. Bởi khiêm tốn từ xưa đến nay luôn là thước đo của bậc quân tử. Điều này cũng giống như lời dạy của các bác sau này, khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, một chút tự kiêu đã bằng thừa. Điều đại kỵ thứ tư, tâm không thể tự mãn. Người xưa có câu, đầy rồi sẽ dẫn đến tổn hại, thiếu hụt mới có chỗ để lấp vào, có thể thấy tâm tự mãn là mối họa tiềm ẩn. Như quả bóng căng tròn chỉ chờ đến lúc là nó nổ tung, chỉ có người biết tiến, biết lui, biết hạ mình khiêm nhường thì mới có thể tránh được tai họa. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay của Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị và gia đình an khang thịnh vượng. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.